thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về đêm rất là đẹp. Đây là quang cảnh thị trấn Mẹt nha các bạn nha. Thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về đêm. À đây là ban tối, khoảng độ 7 giờ tối. Đây là khu trung tâm của thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đường phố về tối rất đẹp. Đây là ngã tư thị trấn Mẹt các bạn ạ. Đẹp ạ. Đây là ngã tư thị trấn Mẹt, ngã tư thứ nhất của thị trấn Mẹt các bạn nhá. Thì rơi di động rồi. Đây đường tròn này. Đây là Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng các bạn nhá. Thị trấn Mẹt rất đẹp về tối. Đây là quang cảnh thị trấn Mẹt nhá. Thì Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.